Còn phóng viên thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Đức đưa tin, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Cộng hòa Liên bang Đức, đoàn công tác Bộ Giáo dục và Đào tạo và Hội đồng Giáo dục Trường Đại học Việt Đức do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận dẫn đầu đã có chuyến thăm và làm việc tại bang Hessen từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 5. Tại thành phố Wiesbaden, Hội đồng Trường Đại học Việt Đức đã có buổi họp trực tuyến với các thành viên hội đồng của cả hai phía Đức và Việt Nam. Đầu cầu phía Việt Nam do Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân chủ trì, phía Đức do Bộ trưởng Phạm Vũ Luận và Bộ trưởng Bộ Khoa học và Nghệ thuật bà Eva Quiner-Huemann chủ trì. Trường Đại học Việt Đức đã nhận được sự quan tâm hỗ trợ nhiều mặt từ chính quyền bang Hessen, bang Baden-Württemberg, chính phủ Việt Nam, nhiều cơ quan doanh nghiệp Việt Nam và Đức. Năm 2011, trường đón nhận thế hệ sinh viên đầu tiên tốt nghiệp và được Ngân hàng Thế giới cấp nguồn vốn vay trị giá 180 triệu đô la Mỹ để xây dựng cơ sở vật chất. Trước đó, ngày 3 tháng 5, đoàn đã đi thăm cơ quan vũ trụ châu Âu tại thành phố Darmstadt, thăm và làm việc với Tổng lãnh sự quán nước ta tại Frankfurt. Dự kiến, đoàn sẽ kết thúc chuyến thăm Đức vào ngày 8 tháng 5 tới.